Đồng Nai, bệnh viện tiếp nhận 54 người dân Long Khánh nghi ngộ độc sau khi mua bánh mì ăn. Mới đây, sau khi mua bánh mì ăn, hàng chục người trên địa bàn thành phố Long Khánh, Đồng Nai phải nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao nghi do ngộ độc thực phẩm. Thông tin cụ thể sẽ được Khỏe Mạnh Đúng Cách cập nhật ngay sau đây. Ngày 23 tháng 6, ông Nguyễn Đình Minh, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Đồng Nai, xác nhận hàng chục người nhập viện cấp cứu với các triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, sốt cao, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi mua bánh mì ăn. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh, từ chiều 22 đến sáng 23 tháng 6, có 51 bệnh nhân nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Sau khi được cấp cứu, đến nay tình trạng các bệnh nhân đã tạm ổn. Ngoài ra, Bệnh viện Đa khoa Cao su Đồng Nai, phường Suối Tre, thành phố Long Khánh cũng tiếp nhận thêm 3 trường hợp nhập viện cấp cứu với các triệu chứng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy ngay sau khi ăn bánh mì. Theo chị T, ngụ thành phố Long Khánh cho biết, khoảng 15 giờ chiều ngày 21 tháng 6, chị mua bánh mì thịt tại một tiệm trên đường Hùng Vương, phường Xuân Bình, thành phố Long Khánh về ăn. Đến khoảng 23 tối cùng ngày thì xuất hiện triệu chứng đau bụng tăng dần, nôn ói, tiêu chảy và sốt trên 39 độ. Do e ngại COVID-19 phức tạp, chị T chỉ ra hiệu thuốc mua thuốc về uống. Đến hôm nay, tình trạng sức khỏe đã đỡ hơn nhưng vẫn còn nôn và tiêu chảy. Bình thường tôi cũng hay ăn tiệm này, nhưng bữa đó tại Long Khánh cúp điện, không biết là đồ ăn được bảo quản tốt không, chị Thúy chia sẻ. Ngoài chị Thúy, gia đình ba người của nhà chị cũng phải nằm viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở trên. Theo tìm hiểu thì bên cạnh một số người nhập viện cấp cứu, còn nhiều người khác cũng có triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Tuy nhiên, những người này chỉ ra quầy thuốc mua thuốc về uống chứ không vào viện cấp cứu. Sau khi nhận thông tin, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Đồng Nai đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm xác định nguyên nhân. Hiện tại là một số bệnh nhân đã xuất viện, một số đang được tiếp tục theo dõi điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh. Để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, mỗi người cần cẩn trọng trong việc lựa chọn, bảo quản chế biến thức ăn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bằng cách cần cẩn trọng khi lựa chọn thực phẩm, mua những thực phẩm tươi mới, có xuất xứ rõ ràng, không bị ôi thiêu hay hết hạn sử dụng, không dùng các thực phẩm có chất độc như cá nóc, nấm lạ, khoai tây mọc mầm, hoặc nhiễm chất độc hóa học. Bảo quản thực phẩm an toàn. Thức ăn chưa chế biến, chưa sử dụng cần được bảo quản ở nhiệt độ phù hợp và đảm bảo sạch sẽ, tránh bị mốc hỏng, nhiễm khuẩn, biến chất. Chế biến thực phẩm đúng cách, đảm bảo tay và các dụng cụ luôn sạch sẽ khi tiếp xúc với thực phẩm trong suốt quá trình chế biến. Làm chín thức ăn ở nhiệt độ phù hợp, rửa sạch các loại trái cây rau sống trước khi sử dụng. Ăn uống hợp vệ sinh, thực hiện ăn chín uống sôi, ăn uống ở những nơi đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, tránh những quán ẩm thấp, bụi bẩn. Khi có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm, người bệnh tuyệt đối không được chủ quan, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được theo dõi. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nội dung trên. Đừng quên like, share và subscribe cho kênh Khỏe Mạnh Đúng Cách nhé. Xin chào!